Ok hello, chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Trung Thọ Xây nhé. Hôm nay chia sẻ cho anh em cách làm sao để gây được, xây được cái đường chân của tường 10, làm sao cho nó không bị nứt, rồi sau này dùng nó không bị nứt, nứt đường chân đó anh em, làm sao cho chuẩn đẹp. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cứ để lại cho mình xin được một lượt like, bình luận kênh, một chia sẻ kênh, một thứ video hay ý nghĩa chia sẻ cho người thân bạn bè cùng theo dõi. Đây là bức tường 10 xây ngăn cách giữa phòng buồng và gian thờ của nhà dân. Anh em nào mới học vào nghề thì chưa va chạm cái kiểu cách xây chống tách đường chân này thì anh em nhớ chú ý quan tâm và theo dõi đăng ký kênh, bình luận kênh, có gì thắc mắc thì cứ liên hệ với mình với cái số điện thoại của mình treo trên video ấy. Mình chuyên nhận là làm những nhà dân công trình nhỏ, anh em nào có nhu cầu mà muốn ở quanh khu vực Vĩnh Phúc thì liên hệ với mình nhé. Đây là cái nhóm đội xây dựng của quê của mình, cũng có kinh nghiệm làm cũng lâu năm rồi. Ở đây cũng là cái kiểu phương thức mà quê mình thường hay làm, hay xây tường 10. Anh em mới qua kênh đăng ký kênh của mình nhé. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.